hôm nay là ngày thứ ba mình ở thành phố khá là trễ, tại vì hôm nay mình cũng không đi cái điểm nào mà nó quá xa chỗ đỏ, vậy hôm nay mình sẽ đi đêm qua mà cho nữ, để qua nữ sinh đúng không? Đúng rồi, nữ sinh. Ủa đẹp thật sự. Chúc mừng Travis. Mình bận đồ thiết trình nha mọi người. Bây giờ tụi mình cùng đi xuống. Thì những cái thư viện á, phải à, những cái phòng học thư viện của nữ sinh. Đấy, bây giờ mấy cầu thang nó giống như cái suối mà mình sắp đi ha. Đúng rồi. Đẹp ha. Rồi đẹp quá. Bây giờ tụi mình sẽ chụp hình ở đây, xong rồi tụi mình sẽ đi di chuyển lên trên thử coi nó đẹp không nha. Hẹn gặp lại các bạn. Mình đang ở trong khuôn viên của đại học nha. Đây là cái đường mà hồi nãy mình đi xuống, rồi bây giờ mình đi vòng qua để mình đi lên. Bây giờ mình sẽ uống thử cái tiệm này nha, tại mình thấy các bạn sinh viên uống rất là đông, không biết có ngon không nhé. Nhưng mà giờ ở ngoài thì giá rất là rẻ luôn. Đã lấy ly của mình rồi, mình uống Taro Multi, là cái ly đó có trân châu sẵn luôn mà chỉ có 2.500 won thôi. Mình sẽ uống thử có ngon không nha. Trời hủ em không? Nhưng mà cái mùi nó không có đậm lắm. Ngon. Nhưng mà 50 đường mà cũng hơi ngọt. Tại mình đã đến cái chỗ mà thường diễn ra Seoul Fashion Week rồi nha các bạn ơi. Chỗ này là Đông Demon đó. Ở đây đang diễn ra một cái sự kiện thời trang gì đó, không biết nữa, nhưng mà thấy các bạn Hàn Quốc ăn mà được chất luôn á. Hình như cái góc này là hay chụp hình rồi. Seoul Fashion Week. Thì hiện tại là mình mới phát hiện ra là đang có Seoul Fashion Week mà xuân hè 2020. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn trưa. Nó bụng thật sự luôn, bây giờ là 2 giờ rồi mà vẫn chưa có gì ăn hết. Thì tụi mình đã quyết định quay một cái quán. Tụi mình đã quyết định ăn ở một cái quán ở gần Đông Demon. Mà cũng vô tình thôi là tụi mình đi vào cái con hẻm ở gần Đông Demon đó, thì thấy một cái quán ăn cũng đông và dân địa phương cũng nhiều. Thì mình ghé vô thì mình thấy là giá cũng không có đắt. Là có chỉ có cái này là 2 món nha các bạn, mà chỉ có 30 mấy ngàn won thôi. Là kia là cỡ 6-7 ngày là Việt Nam mà rất là nhìn rất là ngon. Mình thấy cái cô chủ ở đây đó, rất là cái cô chủ đó, rất là dễ thương, dễ thương cực kỳ. Một chút nữa mình ăn xong mình sẽ ra để quay lại cái quán cho các bạn xem nha, để có gì các bạn có tới đây các bạn có thể ăn thử. Ê, canh chứ phải trà đâu. Hửi Đúng là sẽ quay theo cái này của Sơn. Có học có cái đủ. Có học cái đủ. Tiền đi. Đây là cái địa chỉ của cái quán đó nha mình. Mình không biết đọc sao nữa nhưng mà này. À, cái địa chỉ của quán đó. Khandara, Khandra, Lata, Nijinan Lata, Sajangan Lata, Khandra, Nijinan, Khandra, Lata, Khandra. Đây, hiện tại bây giờ là 6 giờ chiều và tụi mình đến Seoul X để chụp cái thư viện sách. Bạn ở đây là con ngựa của thánh giống đó các bạn. Nhưng mà qua tới Hàn Quốc thì nó mất cái đuôi. Two hours later. Thì hiện tại là bây giờ là 9 giờ 25 phút. Hồi nãy là tụi mình đi từ Gangnam về, nhưng mà do mệt quá nên là tụi mình quyết định nghỉ một xíu. Rồi tụi mình bây giờ tụi mình sau khi nghỉ rồi tụi mình sẽ
xuất linh tiếp như là à, tới rồi. Thật sự không biết bắt đầu từ đâu mọi người ơi, quá nhiều hàng quán, quá nhiều thứ. Trời ơi, kêu gì mà dữ vậy? Thôi con quỷ này nè, có ngày rồi hấp rồi đó, bây giờ nửa dĩa nó hấp rồi đó, một dĩa hai dĩa đó, trời đất ơi. Rồi cái mỡ trong tô dầu luôn rồi má, má cài mỡ dầu luôn. Đó là nhức đầu á. Do là bạn của mình không biết, tưởng là háp háp tức là một cái dĩa là phân nửa này phân nửa kia, nhưng mà không ngờ là cái háp háp tức là nửa con này nửa con kia luôn, tức là một dĩa gà có thể là một con bự, mà nhìn rất là nhiều luôn, mà nãy là tụi mình đã ăn được một dĩa rồi đó nha, dĩa con đống luôn. Cái này nè, nó cay kinh khủng, nó cay giống như là mì. Vô, trời đúng quá xịn. Lát nè, 15.000 nè, 15.000 nè, 15.000. Ủa, tao có việc đẹp hả má? Trời ơi, không biết tại sao luôn á. Sợ tao đặt vô mặt tao luôn. Mình ăn nhiều quá, bây giờ mình ăn không hết. Mình gói vậy luôn. Ta là kêu là hấp háp tới là nửa con, mà nó cứ tưởng là giống ở Việt Nam mình hấp háp là một dĩa là sẽ là phân nửa này phân nửa kia, cái đó kêu một phần hấp háp và một phần khác, thành ra là một con rưỡi gà nó còn thêm một cái lẩu mèo đông nữa, no thật sự cái bụng. Giờ đâu? Bây giờ mình đi tập thể dục. Mình mới coi lại nhiệt độ, bây giờ là 8 độ. Bây giờ mình áo biết hôm nay chứ nổi rồi, mình sẽ đi mua áo lạnh, không thể nào chịu nổi được rồi. Quá lạnh. À, mình đã mua được một cái áo hít đi rất là dễ thương để ngày mai bận đi Everland. Bây giờ tụi mình đang trong mối quá trình lựa đồ tính mua thêm, nhưng mà mặt đái quá, nhưng mà cái chỗ nó không có nhà vệ sinh cho nên là bây giờ phải lết bộ đi để kiếm những cái tòa nhà mà có nhà vệ sinh đi, đi đái xong rồi mình sẽ tiếp tục qua đó mua đồ. Ô quá ngực em mời con nghe tưởng làm gái không. Việt Nam Kitchen. Mà không phải mọi người, các bạn trẻ uống cà phê hút thuốc là vẫn quăng đầy đường luôn, rác rất là nhiều luôn á, và đặc biệt là mình thấy là các bạn trẻ đang hút thuốc rất nhiều nha, rất là nhiều tàn thuốc luôn, hút thuốc nhiều thật sự luôn á.